Kiếm ma Độc Cô cầu bại. Hồi thứ 15. Độc Cô nhìn xung quanh phát hiện nơi này quả nhiên là một nơi ẩn thân tự nhiên. Cây mây dày đặc chung quanh hình thành một tấm chắn tự nhiên. Khe hẹp duy nhất đằng trước đủ để cả hai chen vào. Bên trong tối bên ngoài sáng. Từ đây nhìn ra ngoài bọn họ có thể nhìn thấy bên ngoài một cách rõ ràng. Còn bên ngoài lại không nhìn thấy được bên trong. Tiếng gào chát chúa kia lại truyền đến. Dần dần có thể nhận ra tổng cộng có 3 người đang rít gào. Bọn họ dùng âm thanh liên lạc với nhau. Dần dần tiến vào thung lũng nhỏ. Tiến tới phía trước căn nhà gỗ nhỏ. Đột nhiên tiếng rít lướt qua trên đỉnh đầu. Hương Cô và Độc Cô chăm chú nhìn lên chỗ cả hai ngồi vừa nãy. Thấy có một người mặc áo choàng màu vàng đất, tóc trắng râu bạc xuất hiện. Chính là một vị lão giả. Một lát sau bên cạnh tảng đá xuất hiện thêm một người, cười ha hả nói với lão giả đến trước. Ha ha, đại ca đúng là chiêu thức tầng tầng lớp lớp. Trên đoạn đường này Dương Mẫu gắng sức đuổi theo vẫn rơi ở phía sau một bước. Khi Độc Cô nhìn thấy người này không nhịn được suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. Đang định há miệng, Hương Cô đã đưa tay bịt kín lấy miệng của hắn lại. Dương Thiệt Chi nhảy mạnh xuống, áo phần phật vì gió. Lại có thêm một người nữa rơi xuống bên trái người đầu tiên. Nếu nói sau cùng nhất vẫn là lão tam ta, tuy nhị ca so với đại ca không bằng, nhưng so với ta lại cao hơn nhiều. Tiếng nói rất là vang dội, cho thấy người này trung khí cực kỳ. Người đến đầu tiên nói: võ công tam đệ tăng lên rất nhanh, không biết nhị đệ so với tam đệ như thế nào rồi. Dương Thiệt Chi đáp: ta càng lúc càng không có tiền đồ gì cả. Mấy ngày trước đánh một trận với bang chủ cái bang bệnh tiền ông một trận, còn không phải bắt người đào mệnh hay sao? Nghĩ lại việc này thật khiến cho đại ca và tam đệ phải chê cười rồi, ha ha. Khi ba người nói chuyện với nhau, Độc Cô nhìn thấy giống như có bóng xám lóe lên trên ngọn cây. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ, đưa tay dụi dụi mắt, nhưng lại không thấy có thứ gì. Lúc này cánh cửa căn phòng gỗ đột nhiên ầm một tiếng. Độc Cô đang định lên tiếng chợt nghe trong căn nhà gỗ có người lên tiếng nói: là hỗn thế tam ma đã đến đây rồi sao? Người đến đầu tiên nói: đúng vậy, nghe nói y thánh diệu thủ hồi xuân, ba huynh đệ chúng ta muốn mời y thánh đến trị bệnh cho một số người. Người trong căn nhà gỗ liền nói: à, là thật ư? Ta thấy ba huynh đệ các ngươi thay vì đi quan tâm người khác thì nên bảo vệ cái mạng của mình thì hơn. Nội công lão đại Từ Mã Thực ngươi càng luyện càng có uy lực, chỉ sợ hiện nay đã có thể đơn trưởng đánh vỡ một tảng đá, nhưng mà cái phổi thì có chút không được tốt lắm. Thôn thủy thổ nạp công nên luyện trong 3 tháng mùa thu hàng năm. Lúc này phổi vượng gan suy chính là để đảm bảo rèn luyện phổi. Nhưng người tham công liều lĩnh, 1 năm 4 mùa không phần nóng lạnh, kết quả đã thương phế kinh thì không nói, còn dẫn đến thận khí thua thiệt. Phổi thuộc tính kim, thận thuộc tính thủy. Kim trong nước, phổi khí không đủ, thận khí tất hư. Đạo lý kia Tự Mã Thực ngươi làm sao có thể không biết cơ chứ? Hàng năm cứ vào lúc này, khí gan của ngươi bị suy kiệt, bởi vì thận khí của ngươi không đủ. Như vậy thôn thủy thổ nạp công mà ngươi vất vả luyện tập mấy chục năm, chỉ sợ rằng từ nay sẽ phải tuyệt tích trên giang hồ. Nhưng nếu ngươi nghe ta một câu, từ đây vứt bỏ ác tâm, không còn làm ác nữa, khiến cho thôn thủy thổ nạp công của người tự động tiêu tán, người sẽ bảo toàn được cái mạng già của mình. Đi sơn tây nuôi ngựa thì cũng vẫn được. Những lời này khiến cho ba người kia không một tiếng động. Thật lâu sau Từ Mã Thực mới ngửa mặt lên trời cười lên ha hả. Sau đó phất tay về phía bên cạnh căn nhà gỗ mà nói: ta thực sự bội phục, không hổ danh là y thánh. Độc Cô đang cảm thấy kỳ quái, vì sao ông ta nói chuyện lại phất tay về phía bên cạnh. Bỗng nghe ầm một tiếng thật lớn. Một gốc cây người ôm không hết cách đó 3 trượng đột nhiên ngã xuống. Trưởng lực vô thành vô tức có được uy lực như vậy, quả nhiên là kinh thế hãi tục. Dương Thiệt Chi nhìn gốc cây bị đánh ngã,
hơi liếc nhìn căn nhà gỗ liền nói: Diệu thủ y thánh quả nhiên có nhãn lực rất tốt, có thể xem bệnh dùm cho tại hạ hay không, xem tại hạ có canh bệnh nào không thể trị được hay chăng. Trong lời nói vẫn còn mang theo một chút đắc ý. Người trong căn nhà gỗ cũng lên tiếng: Độc trên người ngươi đã giải được 7 thành, nhưng 3 thành còn lại vẫn có thể lấy được cái mạng của ngươi. Bách độc trưởng không có truyền nhân ở Trung Nguyên, nghe nói ở Tây Vực vẫn có người luyện tập được môn công phu này, nhưng mà luyện tập như thế nào thì tại hạ đây không biết. Nhưng ta biết tất nhiên không phải Dương Thiệt Chi ngươi luyện được. Ta đã từng nói qua với ngươi, nếu ngươi có thể có được bích huyết cầu của Hoàng Hà Bang, ngươi có thể tập luyện được. Nhưng sách này cũng không được vẹn toàn, bởi vì bách độc trưởng rất có uy lực, nhưng người trúng độc đầu tiên lại chính là người luyện tập. Hiện tại trên người ngươi vẫn chưa được giải hết độc, mà độc trên đời lại có đủ loại, ngươi không thể giải được hết. Cứ đến giữa thu ngươi sẽ độc phát công tâm, trong vòng 5 năm công lực mất hết, trong vòng 7 năm thất khiếu chảy máu, tạng phủ vỡ vụn, cuối cùng chỉ có thể biến thành bùn đất, rồi trở thành thức ăn ở trong miệng dê. Kết cục của Dương Thiệt Chi còn thê thảm hơn Tư Mã Thực rất nhiều. Nhưng không nghĩ đến Dương Thiệt Chi không sợ, ngược lại còn cười lên ha hả. Ta biết Diệu Thủ Y Thánh người đang thổi phồng lên, chỉ biết gạt người. Dương mỗ ta nói thật cho người biết, ta đã lấy được bích huyết châu. Nếu ngươi còn nói như vậy, chẳng phải là tự vả vào miệng mình rồi sao? Nói xong ông ta lại tiếp tục một tràng cười lên ha hả. Nhưng mà người trong nhà gỗ nghe Dương Thiệt Chi nói xong gắn từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. Ta nói độc trên người ngươi, chưa hết cũng không phải là ta lừa ngươi. Bích huyết châu mà ngươi nói, ta nghĩ đó chỉ là một phó châu, không phải chính châu. Nếu không trên người ngươi cũng không còn nhiều độc chất như vậy. Dương Thiệt Chi vẫn là cười to như có ý phản bác người trong nhà gỗ. Đột nhiên tiếng cười ngưng bặt, hẳn là giật mình không nhỏ. Nửa ngày sau Dương Thiệt Chi mới nói: Ngươi nói sao, phó châu và chính châu là có sự khác biệt như thế nào? Lúc này trong giọng nói đã có chút run rẩy. Người trong nhà lại lên tiếng: Quả châu kia bên trong màu xanh biếc, ở giữa có màu đỏ nhạt, người bình thường không biết đều tưởng phó châu là chính châu. Thật ra chính châu có màu đen, nếu lấy được chính châu, chỉ cần bắt con cá chép sông một đực một cái bỏ vào trong nước nuôi dưỡng, rồi ngâm chính châu trong nước 7-7-49 ngày, khi đó màu xanh bên ngoài của quả châu sẽ tan đi hết, lộ ra chính châu ở bên trong. Khi chính châu có màu xanh ngươi còn chưa nhìn ra được, màu xanh không còn, ngươi lại càng không biết nó có hình dáng gì nữa. Ta nói thì ngươi sẽ không tin, vì thế ta không cần phải nói nhiều hơn nữa để làm cái gì. Dương Thiệt Chi vung tay lên, quát to một tiếng rồi cứ thế chạy như điên. Mọi người lúc này đã lập tức ngẩn ra. Độc cô cảm thấy giống như có một vật nào đó đánh vào người. Không đợi vật kia rơi xuống đất, hắn đã vội vươn tay lên bắt lấy. Bên trong bóng tối hắn cảm thấy vật đó rất trơn, giống như một quả cầu hình tròn. Cầm trong tay có cảm giác mát lạnh thoải mái, cứ muốn vuốt nó mãi. Tư Mã Thực nói: Tam đệ nhị đệ cứ như vậy không thèm nói một câu đã bỏ đi, cũng không nói gì đến tình cảm anh em. Người sẽ không giống như hắn cũng vứt ta mà đi đi chứ? Lão Tam nói: Đại ca đừng có nói như vậy, nhị ca cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, nói không chừng lát nữa nhị ca sẽ quay lại. Trong ba huynh đệ chúng ta đây chỉ có lão đệ ta là không có bệnh, nếu còn không giúp đại ca vậy thì không thể nói nổi nữa rồi. Người trong căn nhà gỗ không đợi Tư Mã Thực lên tiếng lại tiếp lời. Đoạn Vô Tàn, Hoàng Thái Tử Đại Lý Quốc ngươi không làm, công phu của Đoàn Thị cũng không luyện, lại đi kết bạn với đám tà đạo chi sĩ bại hoại giang hồ. Mà luyện cái gì là cửu thương công? Lục Mạch Thần Kiếm và Nhất Dương Chỉ Thần Công của Đại Lý đều là công phu đứng đầu ở trong giang hồ, mọi người cầu còn không được. Người lại vứt báo ngọc mà đi nhặt ngói,
bỏ vàng bạc mà chọn sắt vụn. Luyện cửu thường công hại người hại mình. Người tự nhận mình không bị tổn hại. Người luyện cửu thường công chỉ mới 10 năm, nhưng đã bị hoa mắt ù tai, miệng mũi sinh ra đau nhức. Nếu còn miễn cưỡng luyện thêm nữa, tổn thương không chỉ nằm ở cửu khiếu, mà còn lan đến tứ chi. Họa không chỉ nằm ở bản thân, mà còn liên quan đến phương diện tử tôn. Cửu khiếu của con người là cửu tinh thông thiên tượng, tuyệt đối không được để nó tổn thương. Nếu bị tổn thương nhất định sẽ bị trời phạt. Người đánh người khác một chưởng, cửu khiếu của người khác sẽ bị tổn thương, nội lực phản chấn kỳ chủ, tất tổn thương đến lục phủ ngũ tạng của ngươi. Thận liên quan đến tai, hiện tại tai ngươi bị ù, thận đã bị thương. Gan liên quan đến mắt, bây giờ ngươi đã bị hoa mắt, cộng thêm miệng và mũi của ngươi phát sinh đau nhức. Tim phổi tất có độc. Còn nói cơ thể ngươi lại không có tổn thương gì nữa sao? Nếu ngươi nói cơ thể ngươi không có bị tổn hao, vậy người chết cũng có thể được gọi là khỏe mạnh. Người tổn hại thiên đức, ông trời sẽ báo ứng cho người xác đáng. Đoạn Vô Tàn nghe xong những lời này thì không khỏi ngây người. Thật lâu sau, Đoạn Vô Tàn mới cất cái giọng khàn khàn của mình lên. Từ trước đến nay ta chưa từng gặp ngươi, cũng không nghe nói có người như ngươi. Là đại ca ta dẫn ta đến đây, ngươi lại biết được mọi chuyện về ta một cách rõ ràng như vậy. Nếu người không phải là thần tiên, tất nhiên cũng không phải là diệu thủ y thánh. Rốt cục người là ai? Tại sao lại không lộ ra diện mạo thực sự của mình? Người trong căn nhà gỗ cũng cất tiếng đáp lại. Ha, chỉ dựa vào ngươi, ngươi có bản lãnh gì mà muốn nhìn diện mạo thực sự của ta? Nếu phụ thần người đến đây, may ra ta có thể gặp ông ta một lần. Ta rất quan tâm đến lục mạch thần kiếm và nhất dương chỉ của Đoàn thị. Cửu thương quyền đã thương người cũng tự đã thương mình, mà cũng xứng gặp diệu thủ y thánh lão nhân gia ta được sao? Đoạn Vô Tàn im lặng không nói. Từ Mã Thực đã mỉm cười lên tiếng. Người nói chuyện cứ như ông cụ non, nhất định là nói láo. Diệu thủ y thánh chỉ mới hơn 40, người lại xưng là lão nhân gia trước mặt chúng ta. Người đây là không đánh mà tự khai rồi đó. Lão nhân gia ta đã hơn 70 mà còn chưa xưng là lão nhân gia, ngươi lại nói mình là lão nhân gia diệu thủ y thánh. Nực cười, nực cười, thật là nực cười. Người trong căn nhà gỗ lại lên tiếng. Ngươi có cái gì mà buồn cười cứ chứ? Ta là lão nhân gia diệu thủ y thánh hay không, lại cần phải đến ngươi quan tâm? Ngươi 70 tuổi đã tự xưng là lão nhân gia, quả nhiên là buồn cười. Ngươi làm con trai của diệu thủ y thánh lão nhân gia ta, chỉ sợ vẫn còn chưa xứng đáng. Từ Mã Thực đã hơn 70 tuổi, nghe người khác chửi mình như thế, cơn tức này làm sao mà nhịn được. Ông ta hét lớn một tiếng, huy trường đánh vào căn nhà gỗ trên cây đại thụ. Bỗng xoẹt một tiếng, từ trong căn nhà gỗ bay ra một vật bắn xuyên qua bàn tay của Từ Mã Thực. Từ Mã Thực luống cuống, vội vàng thu trưởng, lực đạo trên lòng bàn tay không thể phát tiết ra ngoài. Khuôn mặt đỏ bừng lên do kìm nén. Vật phóng tới kia không bắn trúng bàn tay Tư Mã Thực, lại bắn xuống tảng đá dưới chân ông ta. Chợt nghe một tiếng bốp, tia lửa bắn tung tóe, khiến cho Tư Mã Thực giật mình không thôi. Thấy vật kia cứ bay thẳng đến, mắt Hương Cô sáng lên trong bóng tối, đưa tay chộp lấy. Độc Cô xích lại gần, sau khi nhìn kỹ không khỏi kinh ngạc. Bởi vì cái món vật kia chỉ là một hòn đá rất là bình thường. Bên này một trường của Tư Mã Thực không thành công, lại còn bị người trong căn nhà gỗ bắn ra hòn đá nhỏ ngăn đoạn. Đoạn Vô Tàn đã nhảy xuống dưới cây, đánh ra liên tiếp 4 trường vào trên mỗi cây tùng, sau đó lại nhảy ra. Căn nhà gỗ trên đỉnh cây tùng vẫn không nhúc nhích một chút nào. Độc Cô và Hương Cô không khỏi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đột nhiên 4 cây tùng nổ tung, giống như bị chặt mất đoạn giữa. Nhất thời mảnh gỗ bay tứ tung, 4 cây tùng chậm rãi đổ xuống. Căn nhà gỗ trên không trung cũng rơi xuống mặt đất, lập tức vỡ nát. Nhưng diệu thủ y thánh cũng không thấy xuất hiện. Từ Mã Thực và Đoạn Vô Tàn liếc mắt nhìn nhau,
đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bỗng nghe trên đỉnh đầu có tiếng cười chấn thiên như tiếng sấm. Tư Mã Thực và Đoạn Vô Tàn không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu lên. Đã thấy một ông cụ đang ngồi trên một tán cây khác, hạc phát đồng nhan. Người mặc thanh bào cũng không biết là đã bao nhiêu tuổi rồi. Tư Mã Thực và Đoạn Vô Tàn nhìn thấy ông cụ, vẻ ngạo nghễ trên gương mặt lập tức biến mất. Ông cụ nhẹ nhàng nhảy xuống đất, đứng trên cùng một tảng đá với Tư Mã Thực và Đoạn Vô Tàn. Ông cụ liền hỏi: các người bức lão nhân gia ta hiện thân thì có chỗ tốt gì? Chỉ muốn kêu ta là gia gia thôi sao? Tư Mã Thực nói: điều này cũng không trách được chúng ta. Ngươi tự xưng là Diệu Thủ Y Thánh, chứ không phải là chúng ta bất kính với người già. Ông cụ lại nói: ngươi làm người đúng là không đủ thành thật, nói dối trước mặt ta. Ta chỉ nói ta là lão nhân gia Diệu Thủ Y Thánh, chứ ta nói ta là Diệu Thủ Y Thánh từ khi nào? Đoạn Vô Tàn ngạc nhiên hỏi: như vậy còn không phải nữa sao? Ông cụ lại đáp: không phải không phải, làm gì mà có chuyện ngược đời như thế? Chẳng lẽ Đoạn Vô Tàn ngươi và Đoạn Vô Tàn lão nhân gia ngươi lại giống nhau à? Mặc dù Tư Mã Thực và Đoạn Vô Tàn biết ông cụ mặc thanh bào này cưỡng từ đoạt lý, nhưng rốt cuộc cũng chẳng còn lời nào để mà nói. Ánh mắt Tư Mã Thực đảo một phen, giống như đang suy nghĩ trong số những nhân vật thành danh trên võ lâm, ông cụ này rốt cuộc là ai? Nhưng mà hắn ta nghĩ cả ngày vẫn không có kết quả, đành phải hỏi thẳng: ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở đây? Ông cụ liền lên tiếng trả lời: ta là ai? Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ta là lão nhân gia Diệu Thủ Y Thánh. Hôm nay ta cố ý chạy đến đây tìm ba người các ngươi. Bây giờ Dương Thiệt Trì đã ngoan ngoãn chạy mất, ta không thể làm gì khác hơn là bắt hai lão bất tử các ngươi để mà tính sổ. Một ông tụ tuổi tác đã cao lại dựng râu trừng mắt gọi hai người khác là lão bất tử. Độc Cô nghe xong cũng cảm thấy có chút buồn cười. Tư Mã Thực lên tiếng: chúng ta đây cũng chẳng đắc tội gì với ngươi ở chỗ nào, ngươi dựa vào điều gì mà muốn gây phiền phức cho chúng ta? Ông cụ chỉ vào căn nhà gỗ rời nát bấy kia rồi nói: ta đang nghỉ ngơi ở bên trong, các ngươi tự dưng đánh nát căn nhà, hại ta phải nhảy ra ngoài, chẳng lẽ còn không tính là đắc tội với ta sao? Đoạn Vô Tàn nói: ngươi tự tin mình có thể thắng được hai người chúng ta ư? Ông cụ cũng thản nhiên nói: đánh thì đánh, có cái gì mà tự tin hay là không tự tin? Nói xong ông cụ lại đánh về phía Tư Mã Thực, đồng thời ngón trỏ búng ra, hai hòn đá mang theo tiếng sắc lạnh và tiếng gào the thé bắn tới Đoạn Vô Tàn. Ông cụ huy sái tấn công đồng thời hai người. Tư Mã Thực thấy một chưởng của ông cụ lăng lệ, vội vàng dùng song chưởng tiếp lấy. Nghe oanh một tiếng, Tư Mã Thực bị ông cụ đánh lui về sau hai bước. Ông cụ lập tức mượn lực một chưởng này nhảy vọt về phía sau, tiếp đến bổ nhào xoay người lại, hai chân liên kích công thẳng vào mặt Đoạn Vô Tàn. Đoạn Vô Tàn thấy hai chân ông cụ tới lui như gió, cực kỳ nhanh, vô cùng lăng lệ, không dám thất lễ, đành phải nhảy về phía sau. Ông cụ kia cũng không đuổi theo, vững vàng đứng ở trên tảng đá, quần áo lắc lư theo gió, thoải mái cực kỳ. Tuy Tư Mã Thực và Đoạn Vô Tàn bị ông cụ bức lui nhưng vẫn chưa thất bại, hơi thở dốc đồng thời công đến. Chỉ trong nháy mắt, ba người lại đấu với nhau trên một tảng đá. Võ công của ông cụ hiển nhiên là cao hơn hai người kia rất nhiều, chỉ là ông ta không nôn nóng thủ thắng, trong tình huống giữ cho mình không bại mà chiến ngang tay với hai người kia. Mặc dù võ công của Độc Cô không cao, nhưng từ nhỏ hắn cũng đã lớn lên cùng với những cao nhân, tất nhiên có thể nhìn ra được ông cụ kia ứng phó rất là thành thạo và vô cùng điêu luyện. Còn Hương Cô lại âm thầm lo lắng cho ông cụ. Thế công hai trưởng Tư Mã Thực lăng lệ vô cùng, giữ yên lặng vỗ từng trưởng về phía ông cụ. Còn mỗi một trưởng Đoạn Vô Tàn đánh ra đều mang theo âm thanh uy lực vô cùng kinh người.
Ông cụ mặc thanh bào xuyên thẳng qua lại giữa hai người, thân hình nhanh như quỷ mị, lần nào cũng nhanh chóng tránh kịp, đã khiến cho bàn tay của Tư Mã Thực luồn sượt qua người ông. Ngay cả góc áo của ông cũng không chạm vào được. Khi bàn tay của Đoạn Vô Tàn nhấc lên, ông cụ sẽ đánh về phía Đoạn Vô Tàn một chưởng, khiến ông ta không thể không rút tay về, từ đó đánh tan thế công lăng lệ của ông ta. Nhìn ra được ông cụ đang áp dụng chiến thuật kiềm chế Đoạn Vô Tàn, tiêu hao Tư Mã Thực. Thời gian dần trôi, Tư Mã Thực hơi có chút mệt mỏi. Chưởng thứ nhất và chưởng thứ hai cách nhau khá lâu, nhưng đến lúc này gương mặt ông cụ lại ngưng trọng, không còn vẻ đắc ý như lúc ban đầu. Độc Cô không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn ra được ông cụ đang tiêu hao Tư Mã Thực. Bây giờ nội lực của Tư Mã Thực đã tiêu hao quá nhiều, nhưng gương mặt của ông cụ lại trở nên thận trọng. Điều này không phải là rất kỳ quái hay sao? Đột nhiên Tư Mã Thực trong lúc kịch đấu phun ra một luồng nước về phía ông cụ, thế đi như điện, mang theo tiếng gào dọa người. Ông cụ dường như đã sớm đề phòng chiêu này, thấy dòng nước phun đến, liền vung áo ngăn lại dòng nước của Tư Mã Thực. Đồng thời hai chân công kích Đoạn Vô Tàn, đề phòng Đoạn Vô Tàn thừa thế giáp công. Dòng nước kia vô cùng mau lẹ, như mũi tên bắn về phía ông cụ, nhưng chạm phải tay áo ông cụ lại giống như chạm phải bức tường sắt, lập tức bị chặn lại. Nhất thời bọt nước văng khắp nơi, nổ tung thành một vòng xương trắng hình tròn, vô cùng hùng vĩ. Bọt nước tán loạn trên mặt đất, toát lên nhiệt khí giống như nồi nước đang sôi được mở nắp ra, hơi nóng như xương quấn quanh lấy ba người. Độc Cô và Hương Cô chưa từng nhìn thấy công phu nào quái dị đến như thế. Hương Cô nhịn không được nắm chặt lấy tay Độc Cô. Hai người nhìn thấy bóng người lấp lóe trong sương mù màu trắng, rốt cục không phân biệt được người nào là ông cụ, người nào là Tư Mã Thực và Đoàn Vô Tàn. Độc Cô nhỏ giọng hỏi: Diệu thủ y thánh đương nhiên là chữa bệnh cứu người, tại sao lại kết nhiều cừu gia như thế? Hương Cô cũng nói: Cứu người cũng là giết người, mà giết người cũng là cứu người. Chỉ một cái đạo lý đơn giản này mà người cũng không hiểu được hay sao? Độc Cô lắc đầu nói: Nếu nghe người thuyết pháp như thế, giống như đứa bé 3 tuổi cũng biết đạo lý này, nhưng không sợ người cười. Ta đây thật sự đúng là không hiểu. Hương Cô liền đáp: Chúng ta trước nói giết người chính là cứu người. Mấy ngày trước nếu không phải người đuổi Thanh Sơn và Lục Thủy đi, kết quả tất nhiên sẽ rất xấu. Điều này không cần phải nói. Nếu ngày ngày Thanh Sơn và Lục Thủy đều giày vò một cô gái đàng hoàng, nếu hôm đó người giết hai người bọn họ mà không phải đuổi đi, như vậy từ hôm đó đến hôm nay người đã cứu được 5 cô gái. Người chỉ có giết chết 2 tên ác nhân này, người mới có thể cứu được 5 cô gái. Giống như người đã làm được việc thiện rất lớn lao. Đây chính là cái gọi là đạo lý giết người tức là cứu người. Độc Cô lại nói: Xem ra ta đã sai rồi, hôm đó ta không nên thả hai cái tên ác tặc đó đi. Hương Cô lại đáp: Ngươi không cần phải tự trách mình, mà điều này thực chất cũng không thể trách ngươi. Ngươi bị thương nặng như thế nhưng vẫn cưỡng ép đuổi bọn chúng đi, đây cũng đã là một việc thiện thiên đại, cũng không thể nào dễ dàng mà làm được. Độc Cô lại đáp: Nếu để ta gặp lại, ta sẽ không bao giờ tha cho bọn chúng. Hương Cô lại nói: Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng có còn hơn không? Bây giờ nói đến cứu người tức là giết người. Mặc dù ta đánh không lại Thanh Sơn và Lục Thủy, nhưng người có thể đánh thắng được hai người bọn họ. Bây giờ ta cứu sống người, người giết chết hai tên ác tặc đó, thì đây chẳng phải là cứu người tức là giết người sao? Độc Cô nói: Lúc trước ta đánh không lại hai tên ác tặc, bây giờ ta cũng không sợ bọn chúng. Hương Cô ngạc nhiên hỏi: Lúc trước ngươi chỉ bị thương trên đùi, vì sao lại đánh không lại bọn chúng? Bây giờ chân của ngươi sưng thành như thế nào rồi, ngươi lại nói không sợ bọn chúng? Đạo lý này đúng là khó hiểu. Hơn nữa không phải ngươi đã đánh bọn chúng phải bỏ chạy, đồng thời còn chặt đứt cánh tay và binh khí bọn chúng rồi sao? Tại sao lại nói lúc trước người không đánh lại bọn chúng?
Độc Cô nói, ngươi nói là kết quả, còn ta nói chính là công phu chân thực. Nếu bàn về công phu thực sự, lúc trước ta tất nhiên đánh không lại hai người bọn họ. Ta chẳng qua chỉ chiếm tiện nghi xuất kỳ bất ý mà thôi. Hơn nữa bọn chúng cũng vì khinh địch, không nghĩ đến nhuyễn kiếm từ đằng của ta lại sắc bén như thế. Nhưng ta bây giờ đã khác. Nếu ta dùng công phu thực sự của mình đối chiến với bọn chúng, thì ta đây tin tưởng ta sẽ thắng chắc. Hết hồi thứ 15.